đường bên phải quẹo vô ngay cây cờ có đường bên phải nha. Đó, ngay 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 chỗ cái xe có đường quẹo phải. Con ngã từ ba ngã từ. Ba. Tao nói con mày ba lớn mà cầm cẳng mua con mày. Tối ngày vậy đó. Vừa tao mua miếng đất. Không hả? Ờ. Không hồi xưa dân xe ben đó mày. Ben bằng lái còn thích xe. Tối ngày chạy xe bằng lái còn không? Không thích xe biết chạy xe mới kêu mua chứ. Trời ổng thì sao thi nổi. Ổng thì gì giữa. Bỏ vậy. Ông xỉn tối ngày chạy gì. Vô sâu rồi sao? Gần. Sắp tới chưa? Đúng. Quẹo trái luôn. Mua trái đúng không? Ừ. Rồi trái là đi thẳng vô luôn. Thẳng vô luôn. Thẳng luôn hả? Chạy thẳng qua hả? Ừ. Thẳng luôn, thẳng luôn. Kế cái nhà ở vụ bán. À. Thằng mua phân lô này nó đổ luôn nè. Đổ làm bán. Đổ đấy hả? Anh mua cái 5 tỷ giờ tính ra mười mấy tỷ. Tự đổ đựng làm ra hai mặt tiền nữa. Đó, vô ngay xe đứng á. Mấy người đang coi đó, hay gì đó. Ờ rồi. Thì xuống coi. Hello mọi người, hôm nay đầu năm Canh Tí, Trang ngoại thành cùng thằng bạn đi xem đất tại Củ Chi. Đang vô miếng đất coi nè mọi người. Đây là miếng đất nè. Đó, anh đi coi địa thế của miếng đất. Chưa kinh nghiệm. Chú coi luôn đó hả chú? Lên đây có. Bên luôn anh hai nó bắn luôn này chú, hai luôn. Chú chạy 5 tỷ rưỡi lên lô này nhiêu? Này là nhiêu? Nó hổm kêu 1 tỷ 50. À, tỷ năm là bằng hai bên này hai lô này giống nhau luôn phải không? À, dạ nhưng mà bên này nó hơi hơn mấy mà mấy cm. Dạ hơn. Bên còn trụ đâu đó lộn. Đây qua đó bảy luôn. Có thổ cư không? Có thổ cư hết mà. Thổ cư luôn hả? Thổ cư hết. Chụp đây nè, đứng đây chụp lại nè, hello. Vô đây mới giá đó được. Đất của ai rã đẹp ha. Đất kế bên nè mọi người. Đẹp ghê không? Đây là đồng lúa mênh mông tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Này đi xem ké thôi nha mọi người. Chứ trai ngoại thành làm gì có tiền mà mua đất. Đây có cái kênh nè. Đó, kênh nước nè.
Ở Củ Chi có nhiều kênh nước lắm, kênh nước rất là sạch nha mọi người, vẫn tưới tiêu nè. Đó, đặc điểm của huyện Củ Chi là như vậy. Đây đó, đi xem miếng đất tại huyện Củ Chi. Đây miếng đất của người ta, người ta làm đẹp ghê không, quá đẹp. Đây miếng đất kế bên, xem miếng đất kế bên trồng. Dự án đường nó có cái thẳng bên kia à. Qua bên cái đường nhựa bên kia. Dạ. Đường này cái này còn rộng quá ha chú. Ừ, cái này còn rộng lắm. Này là cái này là con ngang mấy ta? 7. Ngang 7. Sao bầm bầm ba. Bên kia cũng 7 luôn hả? 7. À. 7 sau bầm ba. Đó bắn qua đây. Giờ tôi bắn vô lô. Này miếng na tới giờ anh bắn ở đâu thôi, chỉ ngang thôi tôi biết. Ngang 7 dài 33. Ngang 7 dài 33. 1,2 tỷ chưa thương lượng. Nha mọi người. Đường vô là như vậy. Đường vô nè. Để về coi bà chị, để cho bà chị mới coi. Nay tôi đi trước thôi. Chủ yếu bà chị thôi. Cái lô này tôi có gửi giấy vô Zalo rồi đó. Ngang 7 dài 33. Tại huyện Củ Chi. Giá 1,2 tỷ. Nhớ số anh không? Chưa thương lượng. Mà có số tôi đó đó. Thằng nào có tiền nào thì điện lại. Để tên gì? Anh để tên gì ạ? À? Chưa có lâu, chưa mới có điện qua lần lâu à. Sao mấy cái miếng vừa cái nhà 15 khổ cư hết. 456 đi á. Đường vô miếng đất. Điện bán mắc cũng mua. Giờ đâu có còn này, ra gần chợ bán. Gần chợ bán giá cao. Cao. Vì sao mà cái đất trời nó dài quá. Mình cũng không nói gọi là cao. Không có lỗi. Một tiền đường mấy đường này là ngon hết. Đó đó mình nhớ cái chữ đó lên mình sạc vô rồi. Không, chứ tôi sợ cái bản đồ tôi để chụp hình lưu lại cái màn hình nền á, màn hình ấy á, chụp màn hình á, muốn coi bấm lại cái đó, cái nhớ cho nó cái sệt coi gì đó. Chú biết tôi chở bà chị tao. Đây. Đường này cũng bự quá nè. Đường này quẹ vô cũng đâu xa đó.
là xem miếng đất vị trí thứ hai nhà mọi người tại huyện Củ Chi. Đây là ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Kế bên trường Thanh Thiếu Niên. Ngang 12. Được 36 không? Đây cái trụ. 32, 33 hả? Ừ. Ngoài 30 đi, nói 30 luôn đi. Dạ cũng dài quá ha cho ha. Rồi thấy cái ranh rồi phải không? Sát nhà này. Rồi thấy cái trụ rồi, rồi thấy không? Dạ. Dạ rồi. Từ móng này lên phải không? Rồi. Đây luôn luôn cái này đường nè. Luôn này luôn từ móng đó phải không? Ừ, cho từ cái móng này. Rồi rồi, móng này xây với cái xây móng không? Dạ rồi. Mình nói kiểu vậy đó cho chính xác. Dạ dạ, từ móng đó đi rồi, đổ lên. Cái móng là hết đất á. Dạ rồi. Là hết đất á. Cuối cái móng. Mình nói là đâu cho chính xác để đó cái móng nhà nữa chỉ đây là không phiền phức nữa. Dạ hiểu rồi. Không có nói lại. Đầu đít bằng nhau. Không nhỏ, đầu này. Cái đầu bự hơn á, đít là khoảng nhiêu à? Cũng 4 mét mấy à. Hả? Tấm vô hả? Hẹp. Hẹp, hẹp vô cái đít còn 4 dạ. Mét mấy. Đít 4 mét mấy. Nè. Cái này bên đây, chỗ này bên đây. Dạ rồi. Góc là hết. Góc ngay cái này. Góc này nó góc là hết á. Cuối góc là hết. Góc là hết đất á. Dạ rồi. À vậy là nó tấm vô. Tấm vô 4 mét mấy. Chỗ này đây luôn. Dạ rồi. Chỗ đây là cái tô thông á. Dạ dạ. Dạ. Tính ra khoảng bao nhiêu mét vuông, khoảng bao nhiêu mét? Rồi, ai cũng biết đâu. Nhà có tính đó. Dạ. Thì ngang 12 câu 30 32 đi, 32 đi. 30 33 gì đó. Cũng như nó tới cái bức tường đó. Dạ. Cái đuôi nhỏ là cái bóng đó. Ủa? Cái đuôi nó teo vô hả anh? Cái đuôi nó teo. Theo cột nè, đúng rồi, theo cột nè. Theo cột á. Vậy là cái đuôi nó chỉ còn có 8 mét thôi hả? Hả? Cái đuôi nó chỉ còn 8 mét thôi hả? 4 mét rưỡi. 4 mét mấy? Vậy? Chiều ngang 4 mét mấy á. Giống như là bị hẹp 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 cái hậu á. Cái mặt 12. Đuôi 4. Dạ. 4 rưỡi. Đó. Hình giống như hình thang á. Không có bằng. Được không? Đâu có gì đâu quan trọng. Được mình á, thấy không? Đất tôi thì nó vuông, nhưng mà tại tôi bất hạn xéo là cũng vuông xéo. Mà đối chung là ai cũng đẩy, nhà ai cũng đẩy. Không, đúng rồi, theo hướng. Tất nhà đá đá hướng từng mọc chút xíu. Đất cũng vuông rồi, nhưng mà đá như vậy thành rồi. Cái miếng bên này thì đậu lớn, đậu đậu. Dạ bên này của ai vậy anh? Bãi, bên này của ai? Bên này của mình biết. Vậy hả? Ừ. Miếng này thì giờ cái đất thì nó bự lắm, nhưng mà cái đầu cũng nhỏ. Đúng rồi đó. Nhà dạ. Từ các nhà có hướng không ạ? Đất của mình đất chứ đâu có đất các ta đâu mà có nhà con cũng vậy á, các đất cũng vô bây giờ không còn đất con cũng thiếu thẹo à. Đất cũng vô mà không giờ không còn đất quá. Thank you.